thanh tại xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, dự án BMGFVN góp phần phát triển cộng đồng bền vững. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 1138/TTG-HTQT về việc đồng ý cho Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet cộng đồng tại Lai Châu, Việt Nam do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bill Gates tài trợ. Dự án do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân 40 tỉnh, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai tại 400 điểm thư viện cộng đồng cấp tỉnh, huyện, 1.000 điểm bưu điện văn hóa xã và 50 thư viện xã trên địa bàn 40 tỉnh khó khăn tại Việt Nam. Thời gian thực hiện là 5 năm, từ 2011 đến 2016. Tổng kinh phí của dự án là 50.568.362 đồng, trong đó